Thưa quý vị, xin chuyển sang thông tin khác. Vừa qua, Hoa hậu Thiên Ân, Á hậu Phương Nhi, Á hậu Lona Kỳ Loan, Á hậu Bảo Ngọc và nhiều người đẹp yêu thích bộ môn yoga cùng gần 5.000 yogi tham gia lập kỷ lục đồng diễn yoga và xếp hình cờ Tổ quốc tại sân vận động Mỹ Đình trong sự kiện Ngày hội Yoga. Với thông điệp mãi khỏe đẹp cùng yoga, hoạt động được thực hiện nhằm lan tỏa lối sống tích cực, truyền cảm hứng lạc quan trong cộng đồng và kết nối hơn nữa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Thật sự thì Phương Nhi hôm nay rất là vui, cũng như là mình cũng rất là xúc động vì là mình cũng được là một trong 5.000 người được rất là vinh dự được tham gia một cái màn đồng diễn xác lập kỷ lục, cùng với đó là xếp hình lá cờ Tổ quốc Việt Nam, và mình rất là vinh dự khi mà mình được tham gia một buổi ngày hội yoga ý nghĩa như vậy. Sự kiện đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân yêu yoga tại Hà Nội. Đặc biệt, tại chương trình Hai kỷ lục đã được xác lập là chương trình đồng diễn yoga nhiều người tham dự nhất Việt Nam tại cùng một thời điểm và địa điểm, và kỷ lục màn đồng diễn xếp hình lá cờ Việt Nam đông người tham gia nhất Việt Nam.